Xin chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, không ai trong chúng ta muốn mình sẽ là một người nghèo và nghèo mãi thì lại càng không phải, đúng không nào? Có rất nhiều người khi còn trẻ, họ thường đổ lỗi cho những thất bại, hối tiếc của mình là vì nghèo đói. Nào là vì nhà nghèo nên tôi đã bỏ lỡ những cơ hội, những trải nghiệm. Vì nghèo nên tôi không đủ tiền mua mỹ phẩm, quần áo, không còn mặt mũi nào đi gặp bạn bè trong những lần họp lớp. Hay cũng vì nghèo mà tôi không có tiền đi du lịch, thế nên chẳng có gì để chia sẻ với mọi người. Đa số đều cho rằng có tiền sẽ giải quyết được tất cả mọi việc, mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc. Nhưng đến khi cầm được số tiền lớn trong tay thì họ vẫn thấy mình thiếu thốn và nghèo nàn về mặt tinh thần. Nghèo tiền bạc vẫn có thể có cơ hội để đổi đời, nhưng nghèo tư duy và kéo dài nó sẽ nhấn chìm cuộc đời bạn. Nếu bạn vẫn còn giữ năm tư duy nghèo nàn sau đây thì đừng mong mình sẽ thoát được khỏi cái nghèo. Điều bạn cần làm là buông bỏ càng sớm càng tốt. Sự giàu có sẽ tự khắc tìm đến với bạn. Bây giờ xin mời các bạn cùng khám phá cùng Bí Quyết Thành Công trong video ngày hôm nay. Tư duy thứ nhất mà rất nhiều bạn trẻ đang có đó chính là việc quá chú tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Đồng ý rằng vẻ bề ngoài là thứ có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, thậm chí vẻ bề ngoài còn là một cách để gây ấn tượng, tạo thiện cảm ngay từ những lần đầu gặp gỡ đối phương. Nhưng nếu hỏi có nhất thiết phải đầu tư cho vẻ bề ngoài một cách quá mức hay không, thì câu trả lời của tôi sẽ là không. Vì sao ư? Tôi rút ra điều này từ chính cuộc sống và những người xung quanh mình. Nhiều người bạn của tôi thường quá để ý đến vẻ bề ngoài của họ. Có những người dù tài chính eo hẹp nhưng vì ham muốn cái đẹp đã dẫn đến việc bỏ ra những khoản đầu tư quá lớn vào việc chăm chút cho bản thân. Và cuối cùng, cái họ nhận lại được là một chiếc ví rỗng tuếch, một tài khoản trống trơn. Đầu tư cho bản thân là sự đầu tư tốt nhất, nhưng đầu tư như thế nào là đúng đắn thì mỗi chúng ta cần nhận thức rõ. Đầu tư cho sự phát triển của bản thân và trả tiền cho kiến thức là cách sinh ra lợi nhuận cao nhất. Đừng bao giờ mua xe hơi, vài món đồ xa xỉ để trưng diện hay thể hiện với những người khác rằng bạn là người có tiền. Vật chất bên ngoài không làm nên thể diện, giá trị cũng chẳng phải do người khác tặng bạn mà do chính bản thân bạn tự tạo nên. Bạn nghĩ rằng người khác đang coi thường mình, nhưng thực chất là chính bản thân đang tự biên diễn mà thôi. Trên đời không có ai là bất tài, chỉ có người tự ti. Đừng so sánh bản thân với những thiên tài ngoài kia để rồi tự cho mình là kẻ bất tài. Tư duy thứ hai mà cũng có nhiều người đang giữ trong đầu đó là luôn ảo tưởng rằng sau một đêm là có thể phát tài. Vốn dĩ trên đời này làm gì có thứ gì là miễn phí. Mọi sự miễn phí đều có cái giá của nó. Bạn cứ thử ngẫm thật là kỹ mà xem. Giàu nhanh cũng như thế. Nhanh thường không bền, giống như các cụ mình xưa này vẫn nói, dục tốc bất đạt. Đáng buồn là vẫn có nhiều người lại xem việc kiếm tiền giống như một nút bấm. Bấm nhẹ một cái thì số tiền trong tài khoản sẽ tăng vọt. Trong cuộc sống, bạn vẫn thường gặp những câu hỏi như ngành nghề nào phù hợp với bản thân, nghề gì mới kiếm được nhiều tiền. Trên thực tế, ngành nghề nào cũng không thể kiếm tiền trong một thời gian ngắn, mà công việc nào cũng cần cố gắng, tìm tòi dần dần, từng bước phát triển và cuối cùng là tự mình tìm thấy hướng đi đúng đắn để xây dựng sự nghiệp, từ đó tích lũy tài sản. Cách để làm giàu thiết thực nhất, bền vững nhất chính là dù có khó khăn thế nào cũng vẫn đương đầu chống lại. Dù vấp ngã rất đau nhưng cũng phải biết cách đứng dậy. Không có cung đường nào trải toàn hoa hồng, cũng đừng ghen tị với ánh hào quang của người khác. Tư duy nghèo nàn thứ ba đó chính là không bao giờ muốn từ bỏ bất cứ điều gì, tham lam đến cố chấp. Vấn đề chung của rất nhiều người hiện nay, đặc biệt là những người trẻ, đều là muốn có cái này thì lại muốn có thêm cái kia nữa. Khi được hỏi phải chọn lựa đánh đổi hay bỏ đi một thứ nào đó thì đều không muốn. Cuối cùng tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lấy ví dụ như chuyện tìm việc làm.
Ai mà chẳng muốn tìm được một việc làm ưng ý trong một môi trường năng động, mức lương thì phải thật cao, sếp dễ tính, đồng nghiệp vui vẻ đúng không ạ? Lương cao thì lại phải đi kèm với chế độ đãi ngộ, phúc ngộ thật tốt nữa. Thế nhưng làm gì có công việc nào hoàn hảo như tranh vẽ. Kỳ vọng quá và kết quả là cứ tìm hoài, tìm mãi mà vẫn không thể tìm được nơi nào phù hợp với mình. Dù cho bạn có là một sinh viên xuất sắc của ngôi trường đại học danh giá đi chăng nữa. Vậy là trong lúc bạn miệt mài tìm cái gọi là môi trường lý tưởng thì những người khác đã đang thăng tiến và có chỗ đứng nhất định rồi. Vậy nên, hãy dùng lý trí dựa vào điểm mạnh và điểm yếu để quyết định điều gì mới thực sự quan trọng nhất. Bạn cần học tâm lý từ bỏ, đừng hy vọng mọi thứ hoàn hảo, đừng mang quá nhiều hành lý dư thừa trên ba lô cuộc đời. Quan trọng là bạn biết cách thích nghi, xoay chuyển tình thế ra sao mà thôi. Tư duy thứ tư, sợ mắc sai lầm, hầu như ai cũng đã từng mắc phải. Không có thành công nào mà không có thất bại. Henry Ford đã nói chỉ đơn giản đó là cơ hội để bắt đầu lại một lần nữa, nhưng lần này thông minh hơn. Chắc chắn Edison cũng sẽ đồng ý. Bạn vừa học được tất cả các sai lầm để sau đó hướng tới một sự thành công đặc biệt, như Edison đã làm với 10.000 nỗ lực sai lầm của mình. Mỗi bài học kinh nghiệm, mỗi thất bại là một hành động giúp bạn đi đúng hướng hơn. Thất bại chỉ là một điểm khi bạn đang trên đường đến thành công. Người trẻ mấy ai không một lần lầm đường, lỡ bước, không sớm thì muộn. Người trẻ ngã một cái thì vẫn có thể đứng dậy ngay lập tức. Nhưng người già chỉ cần vấp ngã thôi, có thể bị gãy xương, vết thương rất lâu để phục hồi. Đừng sợ sai lầm khi còn trẻ. Vấp ngã đôi khi lại là một điều tốt. Sau những lần ngã đó sẽ là các quy tắc, kinh nghiệm để bạn tích lũy, tiến bộ hơn và nhận ra những giá trị của bản thân. Hãy trân trọng tất cả những bài học nhỏ nhất và cuối cùng chính điều đó sẽ giúp bạn trở thành một con người thông thái hơn. Bạn hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình. Thành công bắt đầu từ việc bạn tin vào những gì bạn có thể làm. Đừng để người khác ngăn cản bạn trên con đường bạn hướng tới thành công. Chỉ có như vậy thì bạn mới vững bước và tự tin trên con đường chinh phục mọi thành công của bạn. Và cuối cùng, đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi đường tắt để giàu lên một cách nhanh chóng. Nếu bạn đang thầm thích một cô gái hay chàng trai nào đó, bạn sẽ cố hết sức để đối xử chân thành với người ta. Bạn sẵn lòng mua khoai tây chiên hay một cốc sữa đậu nành hoặc những món ăn mà họ yêu thích. Thậm chí nửa đêm cũng có thể chạy sang nhà người ấy chỉ để đổi lấy nụ cười của họ. Nhưng họ có thực sự yêu bạn không? Mua một miếng khoai tây chiên hay một cốc sữa đậu nành cho chính bản thân mình thực sự không phải vấn đề khó khăn. Điểm mấu chốt ở đây là người ta lại không muốn bỏ tiền đầu tư vào đó, mà lúc nào cũng ôm tư tưởng ngây thơ rằng người khác sẽ đem lại lợi ích đến cho mình. Con đường tắt này chẳng bao giờ là mãi mãi. Bạn muốn kiếm tiền thì cần bỏ ra công sức, thời gian. Chọn đi đường tắt có thể giàu nhanh, nhưng chẳng ai dám chắc chắn với bạn rằng đó là con đường bền vững và an toàn nhất đâu. Nên nhớ rằng không có đường tắt trên hành trình làm giàu. Muốn đi đến cuối con đường thì phải tự bước. Đây chính là cách khó nhất, nhưng cũng vững chãi nhất. Các bạn thân mến, có một điều mà tôi rất tin, đó là con người không thể nghèo cả đời. Nếu ai đó nghèo cả đời mà không thể tự thay đổi mình, thì chắc có lẽ đó là do suy nghĩ lệch lạc từ trong xương máu. Trên thực tế, có những tư duy của người giàu tuy không thể giúp một người trở nên giàu có ngay lập tức, nhưng ít nhất nó cũng mang lại sự thay đổi trong suy nghĩ và mục tiêu để người nghèo thoát nghèo. Có mục tiêu thì tốt, nhưng để đạt được thì phải làm sao? Có 3 kiểu tư duy người giàu mà người nghèo cần nên nhớ và áp dụng theo. Thứ nhất, sức khỏe là vàng. Những người giàu đặc biệt chú ý đến sức khỏe và thể chất. Họ luôn tự thúc đẩy bản thân chăm sóc thật tốt, hình thành những thói quen hàng ngày, sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ăn uống hợp lý và cố gắng giữ thói quen đó từ ngày này qua ngày khác. Theo thời gian, người giàu thường khỏe mạnh và có nhiều năng lượng hơn. Tuổi thọ của họ cũng được kéo dài hơn để tận hưởng cuộc sống.
có một bộ phim tài liệu của anh ghi lại trải nghiệm trưởng thành của một nhóm cậu bé thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Khi ở độ tuổi 20, họ không biết mình xuất thân từ tầng lớp nào. Nhưng đến 20 năm sau, lúc đó họ đã 40 tuổi. Dáng vẻ của người đàn ông giàu có vẫn gầy gò và cân đối, trong khi người đàn ông nghèo về cơ bản đã trở thành ông chú trung niên, mập mạp. Các nguy cơ về bệnh béo phì được hiển thị rõ ràng. Thứ hai, ưu tiên tiết kiệm và đầu tư. Có một câu nói như thế này: nếu vẫn làm việc cho người khác thì bạn không thể trở thành người có tiền được. Nếu như bạn có đủ nguồn lực và tài năng để khởi nghiệp, bạn có thể trở thành ông chủ. Nếu không được, bạn vẫn đi làm thuê, có mức lương ổn định và tích lũy thì điều đó cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, bạn không thể giàu chỉ bằng đồng lương hàng tháng, mà bạn phải kết hợp tiết kiệm và đầu tư được tiền để ra tiền. Thì lúc này, bạn có thể nghèo, nhưng vài năm sau, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ trở nên khá giả. Tiền lương và thu nhập ổn định là cơ sở để làm giàu. Ban đầu, bạn chỉ có thể đầu tư bằng tiền lương của mình và việc tiết kiệm. Nhưng cứ kiên nhẫn, dựa vào sức mạnh của thời gian thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ giàu có. Vì vậy, phải khẳng định lại một lần nữa: đừng nghĩ lương thấp, tiết kiệm không nhiều. Trên thực tế, tích tiểu thành đại, góp gió thành bão. Bạn có bắt tay vào tiết kiệm thì mới thành công được. Thứ ba, học là vô tận, chăm đọc sách. Một thống kê cho thấy 88% người giàu đọc sách ít nhất nửa tiếng mỗi ngày. Trong số đó, 94% người giàu có thể đọc tin tức thời sự, 79% người giàu có thể đọc các tài liệu liên quan đến lĩnh vực mà họ đang làm, 63% người giàu có thể nghe sách nói trên đường đi làm về, 58% người giàu có thể đọc tiểu sử của những người nổi tiếng, 53% người giàu sẽ đọc sách cải thiện bản thân. Mặc dù số liệu trên có thể sai lệch, nhưng có một điều chắc chắn rằng người giàu thường đọc sách. Người nghèo không có tiền, nhưng họ có nhiều thời gian, và họ sẽ dành khoảng thời gian nhàm chán vô giá trị này để tiêu khiển vào việc xem phim, chơi game và xem tin tức tầm phào. Người giàu có tiền nhưng lại thiếu thời gian. Họ luôn ngập đầu vào nhiều thứ khác nhau, nhưng họ vẫn vắt kiệt thời gian hạn hẹp để đọc sách, vì họ thông thạo nguyên tắc tri thức là sức mạnh và tiền bạc. Đây là sự khác biệt khi sử dụng thời gian của người giàu và người nghèo. Bạn thấy đấy, sự giàu có này là một cái đích công bằng dành cho tất cả chúng ta. Ai cũng có thể trở thành người giàu có. Vấn đề chỉ là thời gian. Vì vậy, việc sử dụng quỹ thời gian như thế nào để trở thành người giàu và cần phải có tư duy người giàu, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Khi bạn nghèo khó và bị người khác coi thường, đừng đổ lỗi cho sự dè bỉu của họ, mà hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân từ trong suy nghĩ của bản thân. Từ đó học hỏi và phát triển tư duy làm giàu thì mới thành công. Cuối cùng, hãy học và phát huy tư duy người giàu. Bạn có thể tự cứu lấy mình. Một ngày nào đó, hãy đứng lên để những kẻ từng coi thường bạn phải tâm phục, khẩu phục. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Các bạn hãy giữ gìn sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh, được cùng nhau chiến thắng đại dịch nhé. Các bạn cũng đừng quên like video cũng như đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ kênh mang tới thật nhiều thông tin bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Bí Quyết Thành Công.